Vụ đồng tâm, dân mạng phẫn nộ với kiểu lập luận du côn của Ô Sinh Huy Đức. Chiều ngày 9 tháng 3 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm y án đối với 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Bản án này được dư luận đồng tình, ủng hộ bởi tính chất dã man, có tổ chức và không có dấu hiệu ăn năn, hối cải thực sự cũng như không có thêm căn cứ để xét giảm án. Tuy nhiên, nhiều kênh truyền thông nước ngoài, nhà dân chủ vẫn cố đấm án xôi, công kích bản án và bóp méo tính chất kiểu như đảng mượn phiên tòa để chu di ba đời nhà Lê Đình Kình. Bản án bất công một số kẻ có chữ có nghĩa hơn chút như nhóm luật sư hay cây viết thâm niên làng dân chủ thì cố khai thác các tình tiết, diễn biến vụ án hỏng phủ nhận bản án. Chẳng hạn, ngày 10 tháng 3 năm 2021, Trương Huy Sang đã đăng trên dòng thời gian của mình một bài viết và cho rằng việc giết chết 3 cán bộ công an trong sự kiện xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 là do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, rồi giật tít rằng mạng đổi mạng không phải là công lý. Nên nhớ, băng nhóm đồng thuận do bố con Lê Đình Kình, Lê Đình Công cầm đầu chủ động chuẩn bị vũ khí, chủ động tấn công công an làm nhiệm vụ bảo vệ xây dựng tường rào bất chấp cảnh báo từ các chiến sĩ công an. 3 chiến sĩ công an hy sinh vì bị động, không hiểu rõ địa hình và chết bởi hành vi cố ý đổ xăng châm lửa giết người của những kẻ thủ ác. Lê Đình Kình bị bắn chết khi cố tình chống trả lại công an, trên tay còn mang lựu đạn. Gần chục quả lựu đạn đã bị băng đảng Lê Đình Kình ném vào các chiến sĩ công an. Rất may không nổ, nếu không thương vong không xuể. Rõ ràng công an hoàn toàn bị động, bị băng nhóm Lê Đình Kình tấn công trước và những kẻ thủ ác cố tình giết hại các chiến sĩ công an vì cho rằng nếu làm cho mấy chiến sĩ chết thì sẽ không dám động đến chúng. Hành động giết người, chống người thi hành công vụ có chủ đích, có tổ chức công khai. Thách thức như vậy mà Huy Đức vẫn khăng khăng bóp méo thành vượt quá giới hạn phòng vệ chính đánh thì thật không bút nào tả nổi. Phẫn nộ bởi Huy Đức là kẻ hiểu luật, có chữ. Việt Kiều Đức Hồ Ngọc Thắng nhận xét rằng đây là kiểu lập luận du côn và bình phẩm. Rõ ràng, lập luận du côn này đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự của lực lượng công an nhân dân. Phát biểu này của y cho thấy sự ngu dốt của y trên lĩnh vực luật hình sự. Khái niệm phòng vệ chính đáng và tự vệ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là những phạm trù luật học và là quy định cụ thể ghi trong Điều 22 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017. Trương Huy Sang không hiểu biết gì về luật pháp là điều dễ hiểu bởi vì y có học luật đâu. Và đó là điều không cần bàn luận. Điều đáng nói là lập luận du côn của y, dù không học đại học luật, người dân bình thường cũng nhận ra Lê Đình Kình và đồng bọn là những tên tội phạm nguy hiểm, hành động của họ mang tính chất khủng bố. Với lời lẽ này, một lần nữa Trương Huy San thể hiện mình là một kẻ lưu manh chính trị và luôn tìm mọi cơ hội để. Dù với những phần tử chống đối đảng và nhà nước Việt Nam nhiều ý kiến dân mạng cho rằng, với phát ngôn này của Huy Đức, cơ quan công an cần điều tra, xử lý thích đáng. Chí ít đã phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước hoặc tội vu khống. Nếu nói băng nhóm Lê Đình Kình là những kẻ khủng bố thì Huy Đức chính là kẻ tuyên truyền ủng hộ khủng bố, nguy hiểm không hề kém. Khánh Chi.